Messi và Ronaldo đều là những cầu thủ rất thành công, nhưng bạn có thắc mắc rằng ai là người giàu hơn không? Một cầu thủ bóng đá có rất nhiều cách kiếm tiền khác nhau, nên chúng ta sẽ cùng so sánh từng khía cạnh khác nhau nhé. Đầu tiên là về Cristiano Ronaldo, tổng giá trị tài sản tương đương 450 triệu đô la. Không nghi ngờ gì nữa, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, Cristiano Ronaldo là vận động viên nổi tiếng nhất thế giới trên phương tiện truyền thông xã hội, với hơn 150 triệu người theo dõi trên Instagram. Khi chỉ mới 18 tuổi, anh đã gia nhập Manchester United, một trong những câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp lớn nhất của nước Anh, nơi anh nhanh chóng vươn đến tầm quốc tế. Khi Ronaldo chuyển sang Real Madrid vào năm 2009, khoản phí 132 triệu đô khiến anh trở thành cầu thủ bóng đá đắt giá nhất trong lịch sử lúc bấy giờ. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã trải qua 9 năm gắn bó với Real Madrid, giành được một loạt những giải thưởng cá nhân và dẫn dắt đội bóng đến một số danh hiệu lớn nhỏ. Mùa hè năm ngoái, Ronaldo đã gây sốc cho thế giới thể thao khi chuyển đến câu lạc bộ Juventus của Ý trong vụ chuyển nhượng trị giá 140 triệu đô la. Ronaldo kiếm được 60 triệu đô la mỗi mùa, hơn thế nữa, anh còn kiếm được nhiều tiền hơn so với bất kỳ ngôi sao bóng đá nào khác, kiếm được 47 triệu đô la trong mùa giải 2017-2018. Là người thụ hưởng hợp đồng trọn đời với Nike, được cho là trị giá hơn 1 tỷ đô, Ronaldo có một loạt các thỏa thuận khác, bao gồm EA Sports và American Tourister. Ronaldo, 33 tuổi, cũng đã phát triển những dòng sản phẩm mang thương hiệu CR7 của riêng mình, bao gồm tất cả mọi thứ từ giày, đồ lót và nước hoa, cho đến khách sạn, phòng tập thể dục và nhà hàng. Tiếp theo sau đây sẽ là Lionel Messi, 400 triệu đô la. Siêu sao sẽ đi vào sách sử như một trong những người giỏi nhất từ trước đến nay. Ảo thuật gia người Argentina Lionel Messi là vận động viên được trả lương cao nhất thế giới sau võ sĩ Floyd Mayweather vào năm 2018. Messi mang về nhà tổng cộng 111 triệu đô mùa trước để đưa anh trở thành cầu thủ bóng đá được trả lương cao nhất trên thế giới. Messi đã kiếm được 84 triệu đô từ tiền lương và tiền thưởng hàng năm trong mùa giải 2017-2018 tại Barcelona, một phần lớn trong số 27 triệu đô la chứng thực của anh năm ngoái, bắt nguồn từ một hợp đồng trọn đời béo bở với Adidas. Các nhà tài trợ khác của Lionel Messi bao gồm Pepsi, công ty viễn thông Ooredoo có trụ sở tại Qatar và thương hiệu sữa Trung Quốc Mengniu. Messi thậm chí còn có công viên riêng của mình ở Nam Kinh, Trung Quốc, công viên trải nghiệm Messi dự kiến sẽ khai trương vào năm 2020. Năm 2019, tạp chí Forbes đã công bố rằng Messi có mức lương cao hơn Ronaldo. Barca đã trả cho cầu thủ người Argentina 92 triệu đô la. Ronaldo cũng không chịu kém cạnh. Hợp đồng của anh với Juventus đảm bảo rằng anh sẽ mang về nhà thêm 65 triệu đô la. Như vậy, ở thời điểm này, Messi là người chiến thắng 1-0 cho Messi. Vậy còn các khoản đến từ các hợp đồng quảng cáo thì sao? Messi có những hợp đồng quảng cáo đại diện cho rất nhiều nhãn hàng lớn. Nhờ khoản này, mỗi năm anh thu về khoảng 35 triệu đô la. Nhưng ở khoản này, rõ ràng Ronaldo xuất hiện nhiều hơn Messi. Hình ảnh của anh có mặt ở khắp mọi nơi. Năm 2019, anh nhận được khoảng 44 triệu đô la tiền quảng cáo. Thực tế, nơi anh kiếm được nhiều tiền nhất không phải là trên sân cỏ, mà là trên mạng xã hội Instagram. Trên mỗi bức ảnh hay bài viết của anh có giá xấp xỉ 1 triệu đô la. Năm ngoái, anh đã kiếm được gần 40 triệu đô la trên mạng xã hội này, một điều cho Ronaldo. Và một điều chắc chắn ai cũng tò mò đó là những bất động sản của hai chàng cầu thủ này. Messi có hai ngôi nhà ở Tây Ban Nha, một ở quê nhà Argentina và một số bất động sản khác ở Pháp. Ronaldo cũng sở hữu rất nhiều bất động sản siêu khủng với giá trị lên đến 47 triệu đô la, bao gồm cả căn nhà anh mới mua ở Turin, một căn hộ sang trọng ở Trump Tower tại New York. Ngoài ra, anh còn có một ngôi nhà ở Tây Ban Nha với giá 2,3 triệu đô. Bộ sưu tập siêu xe của Messi gồm có Ferrari, Maserati. Cả bộ sưu tập của anh được ước tính có giá khoảng 3,5 triệu đô. Năm nay, CR7 mới tậu cho mình thêm siêu xe Rolls-Royce Cullinan với giá xấp xỉ 3,6 triệu đô. Ngoài ra, anh cũng sở hữu hàng loạt những cái tên đình đám như Bugatti, Lamborghini, Ferrari. Không chỉ có những phương tiện chạy trên bộ, anh còn sở hữu riêng cho mình một du thuyền với giá trị khủng gần 20 triệu đô la. Dựa theo một kết quả điều tra từ 2018, số tiền Ronaldo kiếm được trong năm đó chạm ngưỡng 450 triệu đô, nhiều hơn Messi 50 triệu đô. Mặc dù vậy, Messi vẫn là vận động viên được trả lương cao nhất trên thế giới. Hiện tại thì Ronaldo đang xếp trên Messi về khoản kiếm được, nhưng Messi cũng đang theo rất sát. Có lẽ sang năm chúng ta sẽ phải làm một video thống kê lại, vì vị trí rất có thể sẽ thay đổi.